Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Gia, mình là Mika đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trên tay đây là chiếc Blackshark 4S, một trong những chiếc máy gaming phone vừa mới được ra mắt. Với cái chiếc máy này thì hiện tại điện thoại đang bán với một mức giá cực kỳ hợp lý, khoảng trên dưới 10 triệu đồng thôi. Thì thông tin chi tiết là như thế nào các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Cấu hình của chiếc máy này sẽ là con chiếc Snapdragon 870 và điểm số AnTuTu ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một cái điểm số nhìn chung là wow, khá cao đó. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào trải nghiệm thực tế các bạn nhé. Ok, như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Con này có một cái mức âm lượng rất là to với cái phần loa kép ở đây các bạn à. Chất âm thì ấm nữa, tiếng chân nghe rất rõ luôn. Wow, mình rất ấn tượng với cái cặp loa kép này nha. Đây là điểm đầu tiên mà mình có thể nhận thấy được này. Rất to, nghe rất đã. Tầm này là không sợ gì loa của Samsung nữa rồi các bạn à. Loa Samsung từ trước giờ là mình thấy là vẫn gọi là ngon xịn sò nhất rồi đấy. Tuy nhiên thì năm nay Blackshark với một thiết bị thuộc cái phân khúc giá trên dưới 10 triệu thôi thì mình thấy rằng là wow, quá tuyệt vời với cái phần loa này. Không có gì để chê cả. Thậm chí là nó còn có chúng ta là cái giá cắm tai nghe 3.5 nữa. Chuẩn gaming luôn. Thế mà không hiểu tại sao cái chiếc Red Magic 6R kia nó không có chúng ta loa kép rồi, nó còn không có cho chúng ta luôn cái giá cắm tai nghe nữa. Rất khó hiểu cho một thiết bị gaming phone đến từ Red Magic. Ở đây thì sẽ có cái cụm phím trigger vật lý. Tuy nhiên thì mình tại vì mình sử dụng không quen ấy nên là mình sẽ không bật lên. Nhưng mà cái cảm giác bấm của nó là vẫn rất tốt các bạn nhé. Đấy, cái này thì các bạn sẽ không cần phải lo về Xiaomi nữa rồi, đi đầu trong cái công nghệ này. Con này thì nó sẽ unlock được với mức FPS là 90 cho độ hòa 10 các bạn nhé. Mình đang trải nghiệm nó đây để xem rằng cái mức nhiệt độ nó như thế nào. Tại vì là trong cái phần quảng cáo thì Blackshark đã nhấn mạnh rất nhiều về cái khoảng tản nhiệt của con này. Nếu như mình nhớ không lầm, đó là cái công nghệ Liquid Cooling Inside. Đó. Wow, màn hình quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Trời ơi, quá tuyệt vời. Amazing, good job. Không có gì tuyệt vời hơn nữa các bạn ạ, nó rất là mượt ấy. Trong cái khoảng mà chúng ta có thể nhìn rõ được với cái tần số quét cao là dao động từ 60 đến 90 thôi các bạn nhé. 120Hz thực chất là nó là một cái gì đó nó hơi thừa. Nhưng mà cơ bản thì thôi, ok, có cũng được mà không có cũng được. Cơ bản ấy, các bạn phải hiểu rằng là mắt chúng ta chỉ phân biệt rõ nhất và nhìn tốt nhất là ở cái tần số quét 75Hz thôi. Cho nên là cái sự dao động giữa 60 và 90 mình gần như không thể nào nhận ra được. Nó rất là ít và nó rất là khó để có thể nhận ra được. Hay là mình, ok, mình sẽ set up cái phần này đi, cho nó bật cái ống ngắm này cũng được. Nào nha. Đây, FPS đang là 89 nè các bạn à. Đấy. Ok nha, bật lên cả hai nút. Đấy, ok. Ok chưa? Wow. Đây nhá. Ui, đỉnh luôn các bạn ơi. Cảm giác nó rất là thuận tay luôn, vị trí này không thể nào là hợp lý hơn nữa các bạn à. Quá tuyệt vời. Điểm mà mình ấn tượng ở đây đó chính là về cái phần chất lượng âm thanh của nó ấy. Loa này rất là đáng tiền luôn. Mua về chơi game là hết ý. Màn hình rất đẹp nha, rất sắc nét. Con này thì các bạn đừng lo, dù viền mỏng thì nó cũng sẽ không có hiện tượng là chạm tay vào phần viền đâu. Bây giờ thì chúng ta đã quen rất nhiều với cái dạng viền mỏng này, cho nên là tự cái tay của chúng ta nó cũng sẽ thích ứng, nó điều khiển làm sao, nó điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất với lại những cái dạng màn hình viền mỏng này. Khi các bạn đang sử dụng chơi game như thế này thì các bạn không thể nào vuốt được cái thanh công cụ của nó đây các bạn nhé. Đây, các bạn phải dừng lại này, thả hai tay ra thì mới vuốt được. Đấy, xịn chưa? Cho nên là nó không bao giờ nó hiện một cách ngẫu nhiên đâu các bạn nhé. Đấy, kể cả là khi bạn đang sử dụng như này, các bạn bấm nó cũng không vuốt cái thanh thông báo xuống đâu. Đấy. Ok. Năm nay là một năm mà mình sẽ không quá là ấn tượng với những sản phẩm đến từ Xiaomi, nếu mà xét về cái những cái công nghệ đi kèm. Tuy nhiên thì mức giá của nó rất là dễ tiếp cận các bạn à. Nếu như các bạn muốn một thiết bị giá rẻ nhưng mà vẫn có một cái trải nghiệm gaming tốt nhất ấy, thì bạn có thể lựa chọn cái chiếc Blackshark này. Còn nếu như mà muốn có một cái trải nghiệm mà nó level full ấy, thì nên lựa chọn những chiếc máy đến từ Red Magic. Công nghệ quạt tản nhiệt của nó hoạt động rất là hiệu quả. Con này thì mình thấy là cái trải nghiệm cảm ấm của nó thì rất là tốt thôi, không phải nặng như là những cái chiếc máy gaming đơn thuần khác. Trọng lượng rất là vừa phải. Chỗ này có người à.
nhiệt độ thì sẽ dao động tầm khoảng là 43 độ các bạn à. 44 rồi, 44 này. Rất là nóng cho một cái FPS lên tới 90 như thế. Ok, như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Ái chà chà. Đây là một cái chiếc máy mà mình nghĩ là khá là toàn diện, nằm trong khung giá khoảng 10 triệu cho một gaming phone như thế này các bạn ạ. Không có gì để phàn nàn quá nhiều cả. Ô, không đủ rồi. Một chạm nữa. Thằng kia nó có giáp thiên thần rất khó chịu luôn các bạn à. Trời ơi. Nhưng mà nói chung là pha vừa rồi comment rất là cháy. À lộn, combat rất là cháy luôn. Trời ơi. Xin người. Ok, mình cũng xin tổng kết luôn là với trải nghiệm cầm nắm con này là rất tốt các bạn nhé. Nói chung là nó sẽ hơi dày một tí nhưng mà cầm tổng thể là đồng tay này, cầm rất là thích luôn. Màn hình thì nói chung là chất lượng hiển thị rất là tuyệt vời. Kích thước to, rồi là chi tiết tốt, rồi là màu sắc là không có gì phải bàn cả. Còn về phần loa thì thôi, lại là một điểm mà khen hết lời nữa của cái chiếc Black Shark 4S này. Âm lượng rất to, chất âm ấm và đi kèm với đó là âm trường rộng, chi tiết cực kỳ tốt. Còn về trải nghiệm game thì đối với lại PUBG Mobile cũng như là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì nó đều rất là mượt mà. PUBG thì mình không đo được nhưng mà cơ bản thì với 90 FPS có thể unlock được thì mình nghĩ là vẫn chơi rất ổn thôi. Nhưng mà nhiệt độ thì hơi cao các bạn nhé. Nhiệt độ hơi cao và pin nó sẽ tụt nhiều đó. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.